Sử dụng mỹ phẩm và chăm sóc da đúng cách sẽ giúp cho bạn luôn xinh đẹp và có một làn da khỏe mạnh. Tuy nhiên, nếu lạm dụng mỹ phẩm thì sẽ khiến cho da của bạn gặp phải khá nhiều vấn đề. Vì thế nên hôm nay chúng ta hãy cùng lưu ý một vài điểm để có thể giúp bạn chăm sóc da tốt hơn nhé! Việc trang điểm thường xuyên sẽ khiến cho da bị bí bách và không thể tiết ra mồ hôi, sẽ dễ gây nên tình trạng đổ dầu nhiều hơn, bị bám bụi và vi khuẩn, gây nên tình trạng nổi mụn, mụn trứng cá hay là mụn bọc đều rất dễ gây nguy hiểm cho da mặt của bạn. Thứ hai, chất salicylic có trong mỹ phẩm mặc dù có thể che phủ và thu nhỏ lỗ chân lông, thế nhưng lại làm cho da của bạn bị mỏng và yếu đi rất nhiều. Viêm da cũng sẽ là một tình trạng khó tránh khỏi khi bạn lạm dụng mỹ phẩm. Khi da phải tiếp xúc với các thành phần hóa học, vi khuẩn và bụi bẩn rất dễ gây nên nhiễm khuẩn da. Các triệu chứng khi bị viêm da là ửng đỏ, sưng phù hay nổi mụn nước. Về lâu dài, nó có thể trở thành các biến chứng bệnh như là viêm lỗ chân lông, kích thích lông phát triển, thậm chí là giãn mạch máu khiến cho da bị khô và thô ráp. Ngoài ra thì các thành phần độc hại có trong mỹ phẩm như là parabens có thể khiến cho da bị lão hóa nhanh hơn, kích thích dị ứng cực nguy hiểm. Cho nên chúng ta hãy lựa chọn mỹ phẩm thật kỹ trước khi sử dụng nhé! Vậy làm thế nào để có thể chăm sóc da mặt hiệu quả, vừa có thể trang điểm lại giúp cho da mặt của bạn khỏe mạnh hơn? Kinh nghiệm là đừng lạm dụng mỹ phẩm. Bước đầu tiên khi sử dụng bất kỳ một loại mỹ phẩm nào là hãy tìm hiểu và test thật kỹ thành phần trước khi sử dụng. Thứ hai là không sử dụng các loại mỹ phẩm kém chất lượng hay không rõ nguồn gốc. Thứ ba là nói không với các mỹ phẩm đã từng gây dị ứng cho bản thân. Và cuối cùng là hãy bảo quản mỹ phẩm thật tốt trong quá trình sử dụng nhé! Đừng quên các nguyên tắc làm sạch tay và mặt cơ bản trước khi make up để có thể ngăn mụn và ngăn dị ứng nhé! Thế nhưng nếu da mặt của bạn bị dị ứng thì sao? Hãy ngừng sử dụng các loại mỹ phẩm đó và đến gặp chuyên khoa da liễu nếu như tình trạng da trở nên trầm trọng hơn. Cuối cùng, Cỏ Mềm chúc bạn luôn có một làn da khỏe mạnh. Nếu thích video này, hãy nhấn like và đừng quên nhấn đăng ký và nút quả chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!